Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần, thiêng liêng sáng lắm vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống về lòng chúng con, là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời và luôn được kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con. Chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống giữa lại mọi sự trong ngoài chúng con. Chúng con dạy dỗ các thánh tông đồ, thì dạy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống khiến người dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công việc vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả Cha chỉ đến như Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Là Cha Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, người là Cha giàu lòng từ bi nhân ái và là Thiên Chúa hằng sẵn sàng nâng đỡ ủi an, người luôn nâng đỡ ủi an chúng ta trong mọi cơn gian nan thử thách. Chúa thương gọi tôi về, hồn tôi hân hoan.
ấy, Chúa các đạo binh sẽ tiếp đãi tất cả các dân trên núi này một bữa tiệc. Và trên núi này, người sẽ cất chiếc khăn tang bao trùm muôn dân, và tấm khăn liệm trải trên mọi nước. Người tiêu diệt sự chết đến muôn đời. Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt trên mọi khuôn mặt, và cất khỏi mặt đất sự phủi mồ của dân người, vì người đã phán như vậy. Và ngày đó người ta sẽ nói: này đây Chúa chúng ta đã chờ đợi người, và người sẽ cứu chúng ta. Người là Chúa, nơi người chúng ta đã tin tưởng. Chúng ta hãy hân hoan và vui mừng trong ơn người cứu độ. Đó là lời Chúa. Cả ơn Chúa. Làm hết khăn ta. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ, chúng con thầm nhớ Chúa là đấng làm chủ sự sống và sự chết, là đấng đã hứa cất chiếc khăn tang bao trùm muôn dân, tấm khăn liệm trải trên mọi nước, và thực sự Chúa đã ban cho chúng con hy vọng chắc chắn. Khi Chúa phục sinh, Đức Giêsu Kitô từ cõi chết, giờ đây xin Chúa đoán thương chúc lành cho những tang phục này, để những người thân trong gia đình khi mang lấy thì hiệp thông với người qua đời, trong những hy sinh và cầu nguyện cho người quá cố. Đồng thời, khi mang lấy những tang phục này, những người còn sống liên kết trong yêu thương, luôn tin tưởng vào lòng thương xót vô biên của Chúa, hướng về Chúa là đấng độc nhất có thể cứu con người khỏi sự tội, sự chết, và dẫn đưa con người đến sự sống muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin gia đình phát tang. Ô đời linh yêu thiết tha, yêu Chúa hình thờ, và Maria trần thị tốn được sống bên Chúa, được vui được bình an với tất cả những ai mà Chúa đã gọi vào nước trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Bài thi thư của thánh Phaolô Côn Đồ gửi thánh hiếu Roma. Anh em thân mến, không ai trong chúng ta được sống cho mình, và cũng không ai chết cho mình. Vì nếu chúng ta sống là sống cho Chúa, nếu chúng ta chết là chết cho Chúa. Vậy dù chúng ta sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa. Vì lẽ ấy, nếu khi cô đã chết và sống lại, là để thay vì kẻ sống và kẻ chết, thì tất cả chúng ta đều sẽ phải ra trước tòa của khi cô. Mọi đầu gối sẽ phải quỳ lạy ta, và mọi nhịp lưỡi sẽ người khen Thiên Chúa. Vì vậy, mỗi người chúng ta phải sẽ phải trả lẽ về mình với Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy thành khẩn cầu xin Thiên Chúa là Cha toàn năng đã làm cho Chúa Kitô, con của người, từ cõi chết sống lại,
ban ơn cứu độ cho kẻ sống cũng như người đã qua đời. Xin cộng và thánh xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho người quá cố là bà Maria Trần Thị Cuốn, xưa kia nhờ phép rửa tội đã tiếp nhận bậc sống vĩnh cửu, được hợp đoàn cùng các thánh trên chốn đời đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho người chị em này đã đón rước mình Chúa Kitô làm bánh hàng sống, được Chúa cho sống lành. Em con cháu đi anh nhé, để nhờ tí nhờ, để khách đi này nhé. Chúng ta hãy cầu xin Chúa tha thứ mọi tội lỗi mà bà Maria Trần Thị Cuốn đã sai phạm, đã sai phạm rồi để bà được xứng đáng được hạnh phúc và cao trên thiên đàng. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta hãy cầu xin Chúa đã an bình trong việc hy vọng quay lại. Chỉ đến khi cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời, xin cha cho chúng con hôm nay được thưởng hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Chúa đã biểu lộ tình thương mãnh liệt khi cho con Chúa là Đức Giêsu Kitô xuống thế chịu khổ hình thập giá vì chúng con. Giờ đây chúng con cậy vào lòng nhân từ và quyền năng của Chúa mà xin cho người chị em chúng con được chia sẻ vinh quang với Đức Kitô, đấng chiến thắng sự chết, và xin cho bà Maria Trần Thị Cuốn được tham dự vào đời sống phục sinh của người đến muôn đời. Amen. Chúa nhân từ xin lắng nghe linh hồn con tha thiên. Ban nhân từ xin lắng nghe linh hồn con tha thiên. Ban nhân kêu con lấy Chúa xin xuống thương. Chúng ta dâng lời cầu nguyện lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, khi giáng thành vũ trụ hữu tình, Chúa đã ban phúc cho tất cả. Khi ngôi lời nhập thể, Chúa còn thánh hóa cách lạ lùng hơn. Vui xin Chúa chúc phúc cho chiếc quan tài này để trở nên nhà tạm cho thân xác bà Maria Trần Thị Cuốn trong lúc chờ đợi ngày quang lâm huy hoàng của Đức Kitô. Ca ngợi tên hiệu Đức Chúa Cha, cho Chúa Thánh Thần, người hằng sống và hiện trì muôn đời. Amen. Xin gia đình Liên sát và leo lên Chúa, xin Chúa hãy nhận lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin, nếu Chúa chẳng tội nào ai dối được, với Chúa hằng có lòng thành.
Rồi,
nhẹ khổ đau.
tiếng kèn nâng khóc thay lời thờ than, thể theo yêu cầu của các cháu ngoài bạn hồi chúng tôi xin được cất tiếng kèn thay tiếng khóc để khóc vào một tuần, xin được trách rằng từ hành. Bà dạy những lời
Học hành chăm chỉ lên người mãi sau. Chúng con xin cho để chúng con ra chết tâm lỗi như con cho mọi sự làm em.
mừng Maria đời Chúa Thiên Chúa Trời, ơi cùng bà và con cũng ta ơn mọi người nữa các bà Giêsu con lòng bà con cũng ta ơn Maria đức mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là mẹ con tội kỳ Thánh Thánh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Chúa Giêsu xin tha tội cho linh hồn Maria, xin cứu linh hồn Maria khỏi sa hỏa ngục. Xin đem linh hồn Maria lên thiên đàng, nhận lại linh hồn Maria thần linh lòng Chúa thương xót hơn. Kính thưa toàn thể tham quyến, cùng Maria Nguyễn Thị cuốn không còn nữa. Tổn thất này thật là lớn lao, đau thương này thật là vô hạn. Song rằng giáo xứ Ngọc Lũ nói chung vô cùng xúc động nhớ đến người đã khuất, giây phút đau buồn và sao xuyến này. Tôi xin đại diện cho bà con dân xứ Ngọc Lũ gửi tới gia đình lời chia buồn sâu sắc nhất. Chắc chắn một ngày nào đó, mỗi người chúng ta sẽ kết thúc cuộc lữ hành trên trần thế. Khi đó, thân xác nằm yên trong quan tài để được đưa vào thánh đường giữa tiếng ca Alleluia. Xin Chúa đoái thương cho chúng con được khởi đầu một cuộc sống mới trên nước thiên đàng.
sống ở trần gian, tin yêu trong thầy nơi ngài. Này Chúa gọi lên đường về với Chúa giữa tiếng hô ca. Alleluia, alleluia, alleluia. Maria thần thánh Trần Thị Quấn ngày hôm nay để mỗi người chúng ta thêm làm xác tín vào nơi Chúa Kitô. Đồng thời chúng ta cũng nhận lời cùng với cụ xin Chúa qua hy tế trên toàn đời con trong thánh lễ này thanh tẩy thứ tha những lỗi lầm những thiếu sót mà cụ còn vướng mắc và ban thưởng hạnh phúc nước trời. Đồng thời xin Chúa cũng lau khô những giọt nước mắt cho gia đình đặc biệt đang khốn khó. Bài trích sách Khôn ngoan: linh hồn những người công chính ở trong tay Chúa, và nỗi thống khổ của sự chết không đụng tới các ngài. Đối với mắt những người không hiểu thì các ngài đã chết, và việc các ngài ra đi bị coi là bất hạnh. Việc các ngài lìa xa chúng ta là rơi vào cảnh diệt vong, nhưng thật ra các ngài đã hưởng bình an. Dẫu theo mắt người đời thì các ngài cũng khổ, nhưng thật ra các ngài vẫn tràn đầy hy vọng được bất tử. Sau khi chịu xử phạt chút ít, các ngài sẽ được hưởng muôn vàn ân phúc, vì Chúa đã thử thách các ngài như thử vàng trong lửa và chấp nhận các ngài như của lễ toàn thiêu. Khi đến giờ Chúa viếng thăm các ngài sẽ chói sáng ánh lửa rạng ngời giữa bụi lau. Các ngài sẽ xét xử các quốc gia, sẽ cai quản các dân tộc, và Thiên Chúa của các ngài sẽ trị vì muôn đời. Ai tin tưởng vào Chúa sẽ hiểu biết chân lý, và kẻ tin chúng sẽ được ở bên Chúa tình yêu, vì ngài ban ơn sủng và tình thương cho các thánh của ngài và viếng thăm những người ngài tuyển chọn. Đó là nơi Chúa. Chúa ở cùng tôi,
chỗ nghỉ ngơi, Ngài cho tôi vào uống, Ngài đó bồi dưỡng lại tâm hồn tôi. Thầy đi đâu, các con đã biết được rồi.
Ông Tô-ma nói với người: Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi? Chúa Giê-xu đáp: Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, sau một thời gian ốm đau, bệnh tật, nằm trên giường bệnh, cụ đã được Chúa gọi về, hưởng thọ 88 tuổi, là mẹ của một đại gia đình gồm 10 người con. Khi đã về già, bệnh tật không đi lại được, hai cụ dường như vẫn duy trì việc đọc kinh cầu nguyện trong gia đình của mình. Nuôi dạy 10 người con không phải là chuyện dễ, ngay cả trong thời đại ngày nay. Nhưng nhìn vào đời sống đức tin, đời sống cầu nguyện, chúng ta hiểu được phần nào về cách giáo dục, nuôi dạy con cái của các cụ. Chẳng những các cụ đã nuôi con cái của mình bằng cơm áo gạo tiền, bằng sức lực bản thân, bằng sự lao động mệt mỏi, nhưng các cụ còn nuôi bằng ơn thánh của Chúa, bằng đời sống cầu nguyện trong gia đình của mình. Những ngày nằm trên giường bệnh, cụ Maria mà chúng ta chôn cất ngày hôm nay không nói được, nhưng miệng vẫn cứ ngân nga lời kinh tin mừng cùng với con cháu. Lời kinh nguyện dường như đã ngấm sâu vào trong tâm hồn của cụ. Hôm nay trước sự ra đi của cụ, con cháu, gia đình đau buồn xót xa. Với tình cảm tự nhiên của một con người, chúng ta không khỏi tránh khỏi tâm trạng giống như các tông đồ khi xưa xao xuyến trước sự ra đi của Thầy mình là Chúa Giê-xu. Bởi làm sao mà không thể xao xuyến được khi chỉ trong vòng có một thời gian ngắn thôi, có vài tháng, gia đình đã mất đi cả cha lẫn mẹ. Vì làm sao mà không thể xao xuyến được, vì từ nay chẳng còn cha, cũng chẳng còn mẹ, để gia đình, anh em, con cái có thể quy tụ với nhau trong mâm cơm ngày Tết. Làm sao không thể xao xuyến được, bởi bao nhiêu những vất vả, bao nhiêu những cố gắng, những thuốc thang ấy vậy mà chẳng giữ được người thân của mình. Tuy nhiên, nếu nhìn vào trong đời sống đức tin của cụ Maria hôm nay, đời sống với những thập giá đau khổ do tuổi tác, do bệnh tật, những ngày mệt nhọc nằm trên giường bệnh, cuộc đời của cụ dường như luôn gắn bó với niềm tin vào Chúa Giê-xu với tất cả niềm phó thác. Một cuộc đời mà chúng ta tin rằng chính cụ đã dường như đã chấp nhận vác thập giá cuộc đời mình để đi theo Chúa Kitô, trở thành môn đệ của Chúa. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đã làm cho kẻ chết được sống lại. Xin Chúa cho người chị em của chúng con đây được sống đời đời. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con thề đầu cùng Chúa. Lạy Chúa Giê-xu, xưa Chúa đã khóc thương người mẹ thân là Lazaro và em ủi tang quyến của ông. Nay xin Chúa cũng lau sạch nước mắt cho những thân nhân của người quá cố này. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con thề đầu cùng Chúa. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đã cho người chị em chúng con được trở nên con cái Chúa nhờ bí tích thánh tẩy. Xin Chúa đáy thương cho người này được vào sổ các thánh và những người được Chúa tuyển chọn. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu cùng Chúa.
anh chị em thân mến, trong khi thi hành nhiệm vụ chôn cất thi hài này, theo truyền thống Công giáo, chúng ta biết rằng mọi vật đều phải trung thành sống cho Chúa. Vậy chúng ta lại xin Chúa cho thi hài người tôi tớ Chúa là cụ Maria Trần Thị Quấn mà chúng ta đang chôn cất để xác định phương án nhờ quyền năng Chúa được sống lại trong hàng ngũ các thánh và cho linh hồn tôi tớ Chúa được sum họp với các thánh và những người đã tin Chúa. Nguyện xin Chúa mở đường nhân từ trong khi xét xử để tôi tớ Chúa là cụ Maria Trần Thị Quấn được cứu độ và được giải thoát khỏi hình và tội lỗi, được giao hòa với Chúa Cha, được đấng chân chiên lành ôm vào lòng, đưa về đoàn tụ cùng vua muôn đời để đã được hưởng nguồn vui bất diệt làm một với cộng đoàn khác thay. Chúa lấy lòng nhân từ nghe lời chúng con khẩn nguyện và mở cửa thiên đàng cho tôi tớ Chúa và cho chúng con đang còn ở lại được dùng lời lẽ đức tin và an ủi nhau đợi ngày mọi người tái ngộ trong Chúa Kitô được sống mãi với Chúa và bên cạnh tôi tớ Chúa là cụ Maria. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thank you.
này được bà Hồng chứ. Bà ấy bỏ thôi rồi. Đó, bà ấy đang đùa lên tay. Lạy Chúa, xin Chúa lấy lòng nhân từ thương đến tôi tớ Chúa là phụ Maria Trần Thị Quấn đã qua đời mà tha phạt các hành vi của tôi tớ Chúa. Khi còn sống, tôi tớ Chúa đã có lòng ước nguyện vâng theo thánh ý Chúa. Vậy ở dưới đất, đức tin chân thật đã liên kết tôi tớ Chúa với cộng đoàn tín hữu, thì ở trên trời, xin Chúa nhân lành cũng cho tôi tớ Chúa được sum họp với hàng ngũ các thiên thần. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, xin cho linh hồn cụ Maria được nghỉ yên muôn đời và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn. Người nằm xuống giã từ cuộc đời, giã từ phận người, đi về nơi xa xôi mãi mãi. Người nằm xuống bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu lắng lo, giờ đây không còn gì, không còn gì. Người ra đi hai bàn tay trắng, cõi lòng thênh thang. Chúa ơi, xin đón nhận người, xin đón nhận người,
phận người còn bao nhiêu lầm lỗi. Chúa ơi, đây thân phận người, xin thương gọi mời, đưa người về bên Chúa an vui. Người nằm xuống giã từ bạn bè, giã từ mọi người, đi về nơi yêu thương với Chúa. Vì cuộc sống như mây thoáng qua, như sương biến tan, giờ đây không còn gì, không còn gì. Niềm tin yêu trông cậy nơi Chúa, Chúa là quê hương. Chúa ơi, xin đón nhận người, xin đón nhận người, dù phận người còn bao nhiêu lầm lỗi. Chúa ơi, đây thân phận người, xin thương gọi mời, đưa người